Xin chào các em, bây giờ chúng mình cùng học về các vật có hình tròn nhé. Hình tròn. Đây là hình tròn. Và đây cũng là hình tròn. Quả bóng hình tròn. Quả bóng hình tròn. Mặt trời hình tròn. Mặt trời hình tròn. Quả cam hình tròn. Quả cam hình tròn. Quả nho hình tròn. Quả nho hình tròn. Quả nhãn hình tròn. Quả nhãn hình tròn. Quả chôm chôm hình tròn. Quả chôm chôm hình tròn. Quả ổi hình tròn. Quả ổi hình tròn. Quả táo hình tròn. Quả táo hình tròn. Quả măng cụt hình tròn. Quả măng cụt hình tròn. Cái đĩa hình tròn. Cái đĩa hình tròn. Cái vòng hình tròn. Cái vòng hình tròn. Cái nhẫn hình tròn. Cái nhẫn hình tròn. Cái lắc hình tròn. Cái lắc hình tròn. Cúc áo hình tròn. Cúc áo hình tròn. Phao bơi hình tròn. Phao bơi hình tròn. Đồng xu hình tròn. Đồng xu hình tròn. Cái bánh hình tròn. Cái bánh hình tròn. Bông hoa hình tròn. Bông hoa hình tròn. Bánh xe hình tròn. Bánh xe hình tròn. Viên bi hình tròn. Viên bi hình tròn. Đồng hồ hình tròn. Đồng hồ hình tròn. Cái gối hình tròn. Cái gối hình tròn. Cái trống hình tròn. Cái trống hình tròn. Túi xách hình tròn. Túi xách hình tròn.